Xin chào mừng quý cô chú và anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Đỗ Hoàng Sinh nha. Trong video ngày hôm nay thì Sinh sẽ cập nhật những thông tin về đại đô thị Vinhome Grand Park, tọa lạc trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Thành Mỹ, thành phố Thủ Đức. Dự án có quy mô là 271 ha, được khởi công xây dựng từ năm 2018 và phân khu đầu tiên được bàn giao là phân khu The Rainbow với 10.000 căn hộ. Phân khu thứ hai là The Origami với 12.000 căn hộ, được chủ đầu tư Vingroup hợp tác với tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản. 10 tòa nhà do chủ đầu tư Matsuri Home phát triển có tên gọi là Lumiere Boulevard và Matsuri Centerpoint cũng đang được hoàn thiện, dự kiến sẽ bàn giao vào tháng 9 và tháng 12 năm 2023. Trung tâm thương mại Vingroup Megamall là tiện ích quan trọng của khu đô thị cũng đang được hoàn thiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 này. Vingroup Megamall được thiết kế với một tầng hầm và 5 tầng nổi, với tổng diện tích sàn xây dựng lên đến 48.000 m2. Liên kề là hai phân khu The Beverly và The Beverly Solari. Hiện nay tất cả các công trình dang dở của khu đô thị Vinhome Grand Park đều được thi công rầm rộ với tốc độ nhanh chóng mặt. Tại phân khu The Beverly đã xây dựng lên tầng 4 với một vị trí không thể tuyệt vời hơn, thì phân khu này đang được đông đảo khách hàng yêu thích lựa chọn làm nơi an cư. Diện tích các căn hộ dao động từ 30m2 cho đến 100m2, đa dạng loại hình căn hộ như là studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ và ba phòng ngủ, giúp cho khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn một không gian sống phù hợp với gia đình của mình. Cùng thời điểm xây dựng thì có phân khu The Beverly Solari cũng cho thấy tiến độ cực kỳ ổn định và có tầng nhà đã xây dựng lên tầng 5. Trong khi đó thì 4 tòa The Oasis cũng sắp hoàn thành và dự kiến sẽ bàn giao vào quý 4 năm nay. 5 tòa nhà cuối cùng có tên gọi là Glory Hay với vị trí ngay cạnh Vingroup Megamall sẽ mở bán vào tháng 6 tới đây, cùng với chương trình hỗ trợ lãi suất dài kỷ lục lên đến 7 năm. Mức giá bán dự kiến dao động từ 55 triệu cho đến 65 triệu một mét vuông. Nếu như quý cô chú và anh chị quan tâm về phân khu này thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với Sinh để Sinh cung cấp thêm những thông tin chi tiết hơn nhé. Ở giai đoạn này, thị trường chuyển nhượng tại Vinhome Grand Park khởi sắc hơn với rất nhiều căn hộ được giao dịch thành công. Trong 30 ngày qua thì có gần 100 căn hộ được giao dịch, bao gồm cả phân khu The Origami và The Rainbow. Về nhà phố và biệt thự thì trong vòng 30 ngày qua có 12 căn được giao dịch với 4 căn nhà phố và 8 căn biệt thự. Ngày 13 tháng 5 vừa qua thì một căn boutique villa được giao dịch với giá trị lên đến 55 tỷ đồng trên trục đường V3. Và theo như Sinh nhận thấy thì những căn giao dịch vừa qua phần lớn đã về vùng giá hấp dẫn và đã giảm giá từ 20 cho đến 30% so với đỉnh điểm năm 2022. Trong giỏ hàng chuyển nhượng lúc này còn có một số căn với giá bán cực kỳ tốt. Nhà phố 5 lầu, diện tích 84m2 có giá bán là 12 tỷ, 126m2 với giá bán là 17 tỷ, 144m2 với giá bán là 17,5 tỷ. Biệt thự ven sông có diện tích 250m2 với giá bán thấp kỷ lục là 27 tỷ. Biệt thự sông Lập khu Cầm Bao diện tích 200m2 với giá bán là 20 tỷ. Biệt thự đơn lập ven sông khu Cầm Bao diện tích 398m2, căn V3127 với giá bán lỗ gần 6 tỷ đồng về giá 61 tỷ. Quý cô chú và anh chị có nhu cầu tìm mua những căn nhà phố và biệt thự tại đây thì hãy liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình hoặc kết bạn Zalo với Sinh để Sinh cung cấp chi tiết những sản phẩm với giá bán tốt nhất trong giỏ hàng hơn 600 căn, đa dạng vị trí và diện tích tại Vinhome Grand Park nhé. Và như vậy thì video cập nhật thông tin về khu đô thị Vinhome Grand Park của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Quý cô chú và anh chị có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh ở trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.